tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo luật tổ chức chính quyền địa phương có gì mới? Trả lời. So với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, thì luật tổ chức chính quyền địa phương đã có những quy định cụ thể hơn về tổ chức của Hội đồng Nhân dân ở từng cấp đơn vị hành chính, phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt. Cụ thể như sau. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân và chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập ban pháp chế, ban kinh tế, ngân sách, ban văn hóa xã hội. Tỉnh có 2 trong 3 điều kiện, tiêu chuẩn sau đây thì Hội đồng Nhân dân tỉnh thành lập thêm ban dân tộc. Có trên 20.000 người dân tộc thiểu số sống tập trung thành cộng đồng làng bản. Có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển. Có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh quốc phòng, địa bàn xen canh, xen cư. Biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại, theo nghị quyết số 1130/2016, UBTV-QH13, ngày 14 tháng 1 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn điều kiện thành lập ban dân tộc của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương thành lập ban pháp chế, ban kinh tế, ngân sách, ban văn hóa xã hội và ban đô thị. Ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm có trưởng ban, không quá 2 phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Hỏi, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, Hội đồng Nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Ban của Hội đồng Nhân dân là cơ quan của Hội đồng Nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng Nhân dân, giám sát kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực ban phụ trách, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân. Hỏi, tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện theo luật tổ chức chính quyền địa phương có gì mới? Trả lời. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Hội đồng Nhân dân cấp huyện thành lập ban pháp chế, ban kinh tế xã hội. Đối với huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có trên 5.000 người dân tộc thiểu số đang cần nhà nước tập trung giúp đỡ, hỗ trợ phát triển, hoặc có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa bàn xung yếu về an ninh quốc phòng, địa bàn xen canh, xen cư, biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nước ta và nước láng giềng thường xuyên qua lại, thì Hội đồng Nhân dân được thành lập thêm ban dân tộc. Ban của Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cấp huyện quyết định. Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Hỏi, tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã theo luật tổ chức chính quyền địa phương có gì mới? Trả lời, Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Hội đồng Nhân dân cấp xã thành lập ban pháp chế, ban kinh tế xã hội. Ban của Hội đồng Nhân dân gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cấp xã quyết định. Trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên
của các ban của Hội đồng Nhân dân hoạt động kiêm nhiệm. Hỏi, đơn vị bầu cử là gì? Có bao nhiêu loại đơn vị bầu cử trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp? Trả lời, đơn vị bầu cử là khái niệm chỉ một phạm vi địa lý hành chính với số dân cư nhất định, được bầu một số lượng đại biểu Quốc hội hay đại biểu Hội đồng Nhân dân xác định. Đơn vị bầu cử gồm các loại sau: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Hỏi, việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử được tiến hành như thế nào? Trả lời, số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được tính căn cứ theo số dân, số đại biểu được bầu do Hội đồng Bầu cử Quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban Bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân cung cấp và được công bố chậm nhất là 80 ngày trước ngày bầu cử. Hỏi, số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá 3 đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu không quá 5 đại biểu. Hỏi, khu vực bỏ phiếu là gì? Việc xác định khu vực bỏ phiếu được tiến hành như thế nào? Trả lời, khu vực bỏ phiếu là phạm vi địa lý hành chính có số dân nhất định, nơi trực tiếp tiến hành bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân chia thành các khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu có phạm vi hành chính nhỏ hơn đơn vị bầu cử. Trừ trường hợp, đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã có một khu vực bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đồng thời là khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Mỗi khu vực bỏ phiếu có từ 300 đến 4.000 cử tri. Ở miền núi, vùng cao, hải đảo và những nơi dân cư không tập trung, thì dù chưa có đủ 300 cử tri, cũng được thành lập một khu vực bỏ phiếu. Tại đơn vị vũ trang nhân dân, bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà ăn dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi có từ 50 cử tri trở lên, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam có thể thành lập khu vực bỏ phiếu riêng. Việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định và được Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với những huyện không có đơn vị hành chính xã thị trấn, thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân huyện quyết định. Hỏi, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những quyền gì? Trả lời, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp. Người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề mà đại biểu Hội đồng Nhân dân chất vấn. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, tổ chức phiên họp bất thường, phiên họp kín của Hội đồng Nhân dân và kiến nghị về những vấn đề khác mà đại biểu thấy cần thiết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền kiến nghị các cơ quan tổ chức cá nhân áp dụng biện pháp cần thiết để thực hiện hiến pháp pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích của nhà nước, quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật. Khi thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân có quyền yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân
cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Hỏi: quyền miễn trừ đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời: đại biểu Quốc hội có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Cụ thể, không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Quốc hội, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của Quốc hội, hoặc trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc đề nghị bắt, giam giữ, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Đại biểu Quốc hội không thể bị cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu công tác bãi nhiệm, cách chức, buộc thôi việc, sa thải nếu không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng Nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng Nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng Nhân dân, hoặc trong thời gian Hội đồng Nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng Nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. Hỏi: tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 là bao nhiêu? Việc dự kiến cơ cấu thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 được quy định như thế nào? Trả lời: tại cuộc bầu cử lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa 14 được bầu là 500 đại biểu. Căn cứ vào dự kiến số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, sau khi thống nhất ý kiến với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện các tổ chức chính trị xã hội, chậm nhất là 105 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội, số lượng người của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội để đảm bảo tỷ lệ đại diện hợp lý của các tầng lớp nhân dân trong Quốc hội. Dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được gửi đến Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh. Hỏi: việc phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội của mỗi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương do cơ quan nào dự kiến và theo căn cứ nào? Trả lời: Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở sau đây. Mỗi tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 3 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương. Số lượng đại biểu tiếp theo được tính theo số dân và đặc điểm của mỗi địa phương, đảm bảo tổng số đại biểu Quốc hội dự kiến được bầu là 500 người. Hỏi: số người được giới thiệu ứng cử là phụ nữ, là người dân tộc thiểu số, được quy định như thế nào? Trả lời: số lượng phụ nữ được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là phụ nữ. Số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đảm bảo có ít nhất 18% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số. Số người được giới thiệu để ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp cũng phải đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức là phụ nữ. Số lượng người ứng cử là người dân tộc thiểu số được xác định phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương. Hỏi: nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào? Trả lời: việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thực hiện theo nguyên tắc: tỉnh miền núi vùng cao có từ 500.000 dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên 500.000 dân thì cứ thêm 30.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu.
Tỉnh không thuộc trường hợp quy định nêu trên có từ 1 triệu dân trở xuống, được bầu 50 đại biểu. Có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 50.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 95 đại biểu. Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống, được bầu 50 đại biểu. Có trên 1 triệu dân thì có thêm 50.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 95 đại biểu. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 105 đại biểu. Hỏi: Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được quy định như thế nào? Trả lời: Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện được thực hiện theo nguyên tắc huyện miền núi, vùng cao hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 40.000 dân thì cứ thêm 5.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Huyện không thuộc trường hợp quy định nêu trên và quận có từ 80.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 80.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Thị xã có từ 70.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 70.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 100.000 dân thì cứ thêm 10.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. Hỏi: Nguyên tắc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được quy định như thế nào? Trả lời: Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã được thực hiện theo nguyên tắc xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có từ 1.000 dân trở xuống được bầu 15 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 1.000 dân đến 2.000 dân được bầu 20 đại biểu. Xã, thị trấn miền núi, vùng cao và hải đảo có trên 2.000 dân đến 3.000 dân được bầu 25 đại biểu. Có trên 3.000 dân thì cứ thêm 1.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Xã, thị trấn không thuộc các quy định nêu trên có từ 4.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu. Có trên 4.000 dân thì cứ thêm 2.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Phường có từ 8.000 dân trở xuống được bầu 25 đại biểu. Có trên 8.000 dân thì cứ thêm 4.000 dân, được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. Hỏi: Số đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở đơn vị hành chính có nhiều đơn vị hành chính trực thuộc được quy định như thế nào? Trả lời: Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không quá 45 đại biểu. Hỏi: Việc tính dân số trong cuộc bầu cử theo căn cứ nào? Trả lời: Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, việc xác định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu ở mỗi đơn vị hành chính được căn cứ vào dân số của từng đơn vị hành chính. Số dân theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015. Hỏi: Những nơi đang thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường thì thực hiện như thế nào? Trả lời: Đối với các huyện, quận, phường không có thường trực Ủy ban Nhân dân do thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường theo Nghị quyết số 26 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội và các Nghị quyết số 724 và 725 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh giám sát công tác bầu cử tại địa bàn theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn sau đây trên cơ sở đề nghị của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, có tham khảo ý kiến của Ủy ban Nhân dân huyện, quận, phường có liên quan. Dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường được thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân. Điều chỉnh cơ cấu thành phần số lượng người của cơ quan tổ chức đơn vị ở huyện, quận, phường
được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở cấp tương ứng. Hỏi: trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện việc dự kiến và phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội được bầu, xác định cơ cấu thành phần, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tổ chức giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, đảm bảo cho việc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm. Hỏi: trách nhiệm của chính phủ đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí, tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử. Hỏi: trách nhiệm của Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân được quy định như thế nào? Trả lời: Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp dự kiến cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân của cấp mình. Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và thực hiện công tác bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Hỏi: trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: Ủy ban Nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp thống nhất với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Riêng Ủy ban Nhân dân cấp xã còn có thêm một số trách nhiệm sau: xác định khu vực bỏ phiếu và trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê chuẩn. Đối với những huyện không có đơn vị hành chính xã thị trấn, thì việc xác định khu vực bỏ phiếu do Ủy ban Nhân dân huyện quyết định. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách cử tri theo khu vực bỏ phiếu. Đối với những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn, thì Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tổ chức triển khai công tác bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử. Hỏi: trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được quy định như thế nào? Trả lời: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp tham gia với Ủy ban Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hỏi: cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có ý nghĩa chính trị như thế nào? Trả lời: bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp, là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước nói chung và cơ quan đại diện, cơ quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương ở nước ta nói riêng.
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước